Tuấn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các phiên bản khác nhau đang có mặt ở đại lý xe máy Đại Nam, các mẫu xe từ Yamaha đến Honda các bạn nha, kể cả Suzuki luôn. Và video ngày hôm nay mình sẽ báo giá cụ thể trực tiếp gửi tới các bạn tại đại lý xe máy Đại Nam với địa chỉ Tân Định, Bến Cát của Bình Dương. Lần lượt từng mẫu xe một mình sẽ báo giá, và toàn bộ giá ngày hôm nay mình báo gửi tới các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Đây đều là những màu sắc sơn zin, còn với những màu sắc sơn độ các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại và Zalo của bạn Linh. Bạn sẽ chụp ảnh trực tiếp từng màu sắc sơn độ một tùy theo sở thích của từng bạn để các bạn có thể tham khảo thêm. Đầu tiên là mẫu xe Yamaha R15V3 các bạn đang theo dõi trên màn hình, một phiên bản màu xanh GP. Hiện nay phiên bản này có giá vào khoảng tầm 69 đến 70 triệu tùy theo từng màu sắc, nhưng cái phiên bản các bạn đang theo dõi chỉ vào khoảng tầm 69 triệu thôi. Giá bán hiện tại rất tốt cho mẫu xe Yamaha R15V3. Một thiết kế cũng rất đẹp, và chuẩn bị trong thời gian tới R15V4 sẽ được đưa về Việt Nam chúng ta, bởi mẫu xe đó đã được ra mắt tại Indonesia rồi các bạn nha. Tiếp theo là mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 155. Hiện nay phiên bản sơn zin cũng có mà sơn độ cũng có. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là hai phiên bản sơn zin. Giá bán hiện tại vào khoảng tầm 48 đến 51 triệu cho các màu sắc khác nhau. Những phiên bản màu sắc sơn zin ấy thì nó sẽ vào khoảng tầm 48 49 triệu thôi. Còn phiên bản màu sắc sơn độ sẽ lên tới vào khoảng tầm 50-51 triệu. Hiện tại giá bán còn tốt hơn so với miền Bắc nha các bạn nha. Tiếp đến là phiên bản Honda Vision. Ở đây là một chiếc xe phiên bản cá tính các bạn đang theo dõi trên màn hình. Giá bán của Honda Vision dao động trong khoảng tầm từ 33-39 triệu. Chắc chắn những màu sắc sơn độ giá sẽ đã cao hơn rồi. Các bạn có thể lưu ý cho mình vào khoảng 38-39 triệu. Còn đâu đó cũng chỉ vào khoảng tầm 33-37 triệu thôi. Còn mẫu xe Honda E-Blade các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây với hai phiên bản 125 và 150. Hiện nay 150 giá dao động trong khoảng tầm từ 53 đến 54. Đây các bạn có thể theo dõi một phiên bản tiêu chuẩn, giá vào khoảng tầm 53 triệu gì đó các bạn nha. Giá cũng ngang bằng với giá bán ở miền Bắc thôi, các bạn có thể lưu ý cho mình. Còn phiên bản Honda E-Blade 125 giá dao động trong khoảng tầm từ 41 đến 42 cũng rất tốt. Tiếp đến nữa là một mẫu xe Yamaha MX King, một phiên bản màu đỏ cũng rất đẹp ở đây các bạn đang theo dõi trên màn hình. MX King hiện nay có giá vào khoảng tầm 45 đến 46 triệu, rất tốt luôn, thậm chí còn tốt hơn ở miền Bắc. Một số phiên bản ở miền Bắc lên tới 48, 49 triệu cơ, nhưng ở MX King này chỉ có giá vào khoảng tầm 45 đến 46 triệu. Kế bên cạnh là một mẫu xe Honda Supra GTR 150, hiện nay mẫu xe này có giá vào khoảng tầm từ 53 đến 54 triệu, một mức giá bán cũng là vừa phải. Vì cái giá bán đó đã bao gồm thuế VAT rồi, các bạn có thể lưu ý cho mình. Tiếp đến là mẫu xe Honda Vario. Hiện nay Vario cũng có hai phiên bản giống như kiểu Honda E-Blade. 125 giá dao động trong khoảng tầm từ 43 đến 44. Vì là xe nhập khẩu mà, các bạn có thể lưu ý. Còn 150 giá sẽ dao động trong khoảng tầm từ 53 đến 54. Giá bán hiện tại cũng đã bao gồm thuế VAT rồi và chưa bao gồm đăng ký các bạn nha. Giữa 150 và 125 ấy, nó chỉ khác biệt nhau ấy, các bạn nhìn có thể thấy được ở cái phần cặp mâm của xe này, cùng như cái logo. Còn với Suzuki ở đây có hai mẫu xe, một là Suzuki Rider R150, giá bán 51-52, rất rẻ. Các bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp để xem xe cho mình, sơn zin hoàn toàn luôn, màu sắc rất đẹp, xi nhan tách rời sang hai bên, khác biệt so với phiên bản nhập khẩu. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể độ lại được cho nó cái hệ thống xi nhan chung với phần đèn pha của xe, hoàn toàn có thể làm được các bạn nhé. Và cuối cùng ở đây là một mẫu xe Suzuki Satria F150 hàng nhập khẩu, giá bán vào khoảng tầm 55 đến 56 triệu. Giá bán mình báo đến các bạn là đã bao gồm thuế hết rồi. Nhiều bạn báo giá vào khoảng tầm 50-51 nhưng giá đó là chưa bao gồm đăng ký đâu, chưa bao gồm thuế VAT đâu. Các bạn có thể lưu ý cho mình. Một màu sắc cũng rất đẹp ở đây, Satria F150. Hiện nay mẫu xe này cũng được bán ở một số các đại lý Suzuki chính hãng trên toàn quốc theo hình thức là nhập khẩu bán chính hãng. Tuy nhiên ý, thì đèn xi nhan của nó cũng tách rời sang hai bên giống như mẫu xe Rider R150 phía bên kia. Nhưng mình thấy được rằng là Suzuki Satria nhập khẩu này rất đẹp, rất nhỏ gọn, thanh thoát, tăng tính khí động học cho xe. Hiện tại ý, đại lý xe máy Đại Nam còn có rất nhiều những màu sắc sơn độ phía bên trong nữa nhá. Như mình đã nói ở phần đầu video rồi, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe, cách cổng chính khu du lịch Đại Nam vào khoảng tầm 200m. Đại lý sẽ hỗ trợ cho các bạn một số những cái nội dung về tiền xăng xe đi lại này, hay rất nhiều những món quà tặng, đặc biệt là giảm giá những phụ kiện 50%, các phụ kiện lắp đặt trên xe, rồi tặng áo mưa, tặng mũ bảo hiểm, vân vân, rất nhiều những đồ khác nhau, kể cả tặng cho các bạn những cái bát gắn biển số các bạn, rồi bảo hiểm của xe sẽ được tặng cho các bạn. Nếu các bạn
hoàn toàn có thể yên tâm đến với đại lý để mua xe cho mình. Với đầy đủ những mẫu xe khác nhau rất đẹp ở đây. Mình có xếp ra đây một hàng các mẫu xe zin, sơn zin các bạn nha, để các bạn có thể lưu ý theo dõi. Giá bán hiện tại thì dao động đâu đó trong khoảng mình đã báo gửi đến các bạn rồi, rất chi tiết cụ thể rồi. Từ xe chính hãng này, trong nước đến xe nhập khẩu đều có đầy đủ. Sắp tới một loạt những mẫu xe nhập khẩu mới nhất được đưa về đại lý, mình sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua các video tiếp theo. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh cho mình luôn. CPR 105R cũng có, giá bán thì nhỉnh hơn một chút so với R15V3 thôi, vào khoảng tầm 72-73 triệu gì đó. Còn các cái mẫu xe khác nữa, như là các cái mẫu xe như SH này, chính hãng tại Việt Nam chúng ta, SH1 cũng có này. Rồi các cái mẫu xe còn lại, kể cả Winner X cũng có các bạn nha. Winner X thì hiện tại giá bán đâu đó vào khoảng tầm 40 trong cái khoảng sân độ, tầm đó các bạn có thể lưu ý cho mình. Hiện tại ở miền Bắc thì giá nó tốt hơn một chút thôi, chứ không nhiều. Đấy là một số thông tin ngày hôm nay mình muốn quay cận cảnh gửi đến các bạn thông qua video này. Đặc biệt là báo rất là chi tiết cụ thể rồi. Trong tháng 12 của năm 2021 này, đặc biệt là sắp tới có cái ngày là sale cực lớn luôn, vào ngày 12 tháng 12 của năm 2021. Và ở tất cả các lý trên toàn quốc, đặc biệt là ở đại lý xe máy Đại Nam cũng có những cái chương trình rất là hấp dẫn để các bạn có thể lựa chọn cho mình trong thời điểm ngày 12 tháng 12. Giá bán nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Với những bạn nào quan tâm tới những mẫu xe này, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe và nói là top 5 giới thiệu, chắc chắn các bạn sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu đồng trên từng mẫu xe các bạn nha. Đây là cam kết của top 5 luôn khi các bạn đến với đại lý để mua xe cho mình. Giá bán thì mình đã niêm yết gửi tới các bạn rồi, từng cụ thể từng mẫu xe một rồi, các bạn có thể lưu ý. Và như mình đã nói rồi, cứ đến đại lý nói top 5 giới thiệu, chắc chắn các bạn sẽ được giảm giá. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn những mẫu xe Honda, Yamaha và Suzuki tại đại lý xe máy Đại Nam với địa chỉ Tân Định, Bến Cát của Bình Dương. Số điện thoại để các bạn có thể liên hệ mình có để ở phần mô tả của video cũng như là góc trái của video ngày hôm nay. Số điện thoại cụ thể là 0917 971 471, sẽ được bạn Linh tư vấn cụ thể gửi tới các bạn đầy đủ các mẫu xe khác nhau các bạn nha. Rất nhiều luôn, sắp tới sẽ là còn là rất nhiều những mẫu xe mới của năm 2022 sẽ được Honda, Yamaha và Suzuki cho ra mắt. Mình sẽ liên tiếp cập nhật gửi tới các bạn để các bạn có cho mình những thông tin chính xác nhất, tốt nhất thông qua các video của Top 5. Rồi, các bạn đã dõi video này của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.